chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Doggily Pet Shop. Thì hôm nay Diễm sẽ giới thiệu đến các bạn về giống chó Golden. Golden là giống chó được nhiều người nuôi vì chúng có giá thành khá là hợp lý và không đắt đỏ như những dòng chó cảnh khác, nhưng lại cực kỳ thông minh, trung thành và dễ nuôi. Thì trong video hôm nay hãy cùng Diễm tìm hiểu về giống chó Golden này nha. Golden có nguồn gốc từ Anh và từ trước thì Golden được nuôi làm chó nghiệp vụ và dùng để săn bắt. Chúng có khả năng đánh hơi cực kỳ đỉnh cao và thường đạt những giải thưởng lớn trong các cuộc thi về chó. Về đặc điểm ngoại hình, chó Golden sở hữu ngoại hình gọn gàng, cân đối và khỏe khoắn. Về tổng thể, chúng khá đẹp mắt và thu hút người nhìn. Chó Golden có một chiếc đầu khá to, chiếc mũi màu đen cực thính giúp chúng đánh hơi được mọi dấu vết. Đôi mắt nâu đen to tròn thể hiện sự tinh nhanh vốn có. Mõm chó Golden sở hữu chiếc răng chắc khỏe sắc nhọn bên trong giúp chúng sẵn sàng gặm nát mọi vật cản. Chó Golden có đôi tai khá dài, thường cụp xuống che 1/2 má, cổ to, ngực rộng, cơ bắp phát triển. Đuôi của Golden khá dài đến tận khuỷu chân, đặc biệt những sợi lông này không bao giờ cong. Tiếp theo là tính cách và đặc điểm của chó Golden. Thứ nhất là chó Golden cực kỳ nhạy bén. Như đã nói trên thì Golden có một chiếc mũi cực kỳ thính. Chính vì vậy nên chúng thường đảm nhận nhiệm vụ quan trọng như tìm kiếm thức ăn, giúp việc cho thợ săn. Sau này chó Golden còn được huấn luyện để làm nhiệm vụ cảnh sát. Chúng từng góp một phần công sức không nhỏ để giúp đặc vụ tìm nơi dấu vết của ma túy để triệt phá đường dây. Cũng cần nhấn mạnh thêm, đây là giống chó rất thích chiều lòng chủ nhân. Đó cũng chính là lý do mà chúng luôn sẵn sàng làm việc nhà. Đây là yếu tố khiến Golden luôn xứng đáng trở thành một người bạn không thể thiếu trong mỗi gia đình. Biết tiết chế cảm xúc. Biết tiết chế cảm xúc là ưu điểm cực tốt ở chó Golden, bởi chúng biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh khác nhau. Chúng rất hiếm khi tỏ ra cáu giận khi không đạt được mục đích. Trung thành và năng động. Có lẽ là hai từ trung thành chính là hai từ diễn tả đúng nhất về tính cách của dòng chó này. Chó Golden chính là người bạn tâm giao, luôn trung thành một lòng với chủ nhân của mình. Ngoài ra chúng còn tỏ ra vô cùng năng động, hoạt bát và yêu thích các hoạt động ngoài trời. Dù khi đang làm nhiệm vụ hay đi chơi, chúng cũng đều tỏ ra thân thiện với đồng loại và các vật nuôi khác. Tiếp theo là chó Golden có bản năng bảo vệ cực kỳ cao. Khi có người lạ, chúng cất tiếng sủa để báo hiệu có xâm nhập. Nếu muốn chúng phát huy tối đa năng lực bản thân và trung thành, bạn sẽ thực sự yêu thương và tỏ ra đồng cảm với chúng. Về cách chăm sóc chó Golden thì từ những chú chó Golden nhỏ từ 2 tháng tuổi thì mình nên chăm sóc kỹ lưỡng ở giai đoạn này vì các bé vừa mới cai sữa, hệ tiêu hóa còn rất là kém. Vì vậy bạn có thể cho bé ăn những loại hạt như là hạt ngâm này và thức ăn tự chế biến. Đối với hạt thì bạn nên ngâm cho mềm rồi hãy cho bé ăn vì giai đoạn này răng của bé còn rất là yếu, chưa có thể nhai được. Nếu mà không ngâm thì các bé rất là khó tiêu hóa. Còn về thức ăn tự chế biến thì bạn nên làm những món mà dễ tiêu hóa cho bé như là cháo thịt xay nhuyễn nè. Thịt thì có thể là từ thịt bò, thịt heo, thịt gà và kết hợp thêm rau củ, nhất là cà rốt để cho cung cấp dinh dưỡng cho bé. Ngoài ra thì thỉnh thoảng bạn cũng nên bổ sung cho bé mình một ít hột vịt lộn hoặc là trứng cút lộn để cho lông của bé thêm mượt mà hơn. Lưu ý là Golden ở giai đoạn 2 tháng tuổi thì cái việc ăn còn hạn chế, cho nên là bạn cần chia nhỏ bữa ăn ra thành nhiều bữa. Hiện tại thì Doggily Pet Shop đang cho các bé ăn là 3 bữa một ngày, buổi sáng là từ 8:30, buổi trưa là từ 1:30, rồi buổi chiều là từ 6:30. Để các bé ăn như vậy thì sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa cũng như là cái việc cung cấp chất dinh dưỡng cho bé. Về phần vệ sinh thì sau khi ăn xong bạn nên nhớ dọn dẹp các khay bát ăn cho bé tầm 20-30 phút, đừng để thức ăn quá lâu trong cho bé ăn vì khi mà thức ăn để lâu quá các bé ăn lại sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Golden có tuổi thọ khá là cao, từ 12 đến 15 năm, mà tùy vào cái việc chăm sóc của mình thì tuổi thọ của bé có thể cao hơn nữa. Về sức khỏe thì Golden có sức khỏe khá là tốt, nhưng cũng có khi lại mắc những các bệnh từ khi bé, là bệnh di truyền giống như là các bệnh về mắt và bệnh về xương khớp. Vì vậy là khi đón bé về thì bạn phải thường xuyên đưa bé đi khám sức khỏe định kỳ hoặc là để tiêm phòng đầy đủ các mũi để bảo vệ sức khỏe cho bé sau này. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều kỹ năng cũng như là kiến thức để chăm sóc một chú chó Golden của mình thật là tốt. Nếu như bạn muốn mua một chú chó Golden thuần chủng thì hãy ghé ngay Doggily Pet Shop nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về video của Doggily Pet Shop. Bye bye.